Rồi, chào mừng anh chị em quay trở lại với kênh của Hoài Lam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test và gửi đến cho một anh khách ở trên Việt Trì Phú Thọ một em lọc xì mang thương hiệu Victor, có model là C70 nhé. Em này thì có giá là 8.500.000. Hình thức tổng thể máy rất là đẹp, zin nguyên bản. Đó. Lóc đây, rất là đẹp anh em nhé, góc cạnh này, đây là khu vực phía sau. Anh này thì có yêu cầu là test cả ba cái cổng đầu vào, thì em đã test và gửi qua Zalo cho anh ấy rồi. Bây giờ thì em đang chạy ở cái đường tép thứ hai nhé, số series 10938, năm số cuối, made in Japan, C70, máy chạy điện 100 anh em nhé. Đây là phía sau của em nó này, máy rất là đẹp này. Đó. Em bỏ cái quạt cáo một chút. Đó. Rất là đẹp anh em nhé. Anh em nào mà đang có nhu cầu tìm lọc Victor mang thương hiệu Victor hoặc các cái thương hiệu tương tự mà với phân khúc từ 3 triệu đổ lên thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại. Hiện giờ thì em đang có full rất là nhiều các cái mã của các cái thương hiệu lớn, ví dụ như Victor, Fuller, Mazang, Sansui, Yamaha, ADC, BR. Đó, rất là nhiều để anh em có thể lựa chọn với phân khúc tầm tiền từ 3 triệu đến trên 10 triệu anh em nhé. Anh em quan tâm với sản phẩm nào, với túi tiền thì có thể là liên hệ với bên em để em tư vấn cho anh em. Kết bạn Zalo qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chào anh em.